Vâng, tiếp tục video là em test con hai con Sansui, chất âm nó rất là hay nha, rất mượt mà, đánh rất là nhiều loa. Nó đánh được loa Mỹ, loa Âu, loa Nhật, đánh đa thì loa tiếng mượt, tiếng là thuộc phân khúc là dòng high end rồi, mạch vàng của dòng Sansui là các bác biết rồi. Nó âm thanh nó rất là mượt, ba dải nó không bị chói ở cái dải cao như những cái con mạch đen. Thì giá em đang cân đối cực kỳ là tốt để các bác chơi. Các bác nhanh tay thì bê nó về giá 8 triệu cho bác nhanh tay luôn, hàng đẹp chấm hết luôn nha. Con này em vừa về hồi chiều nhập được giá cực kỳ là thơm luôn, để cho các bác nào may mắn nhanh tay thôi, giá 8 triệu các bác mua được một con Shadow 7 KX mạch vàng gold 250W chạy 8 sò. Các bác có thể tích hợp ghép vang hát karaoke thoải mái, và em đang ghép với nó là cặp loa Mỹ, các bác nghe đánh loa Mỹ rất là hay này. Hoặc là các bác nào có cặp loa, những cặp loa Bossel châu Âu, loa Mỹ đều đánh tốt hết. Đây, phía dưới các bác là con Marang 4300 em mới về, con này cực kỳ khủng rồi, 650W, con nặng khiếp, nặng trên 30kg. Cặp loa JBL36 cực kỳ đẹp này, giá là 16 triệu rưỡi nha các bác. Rồi mời các bác nghe nha, giải bass của con KX nó rất là xuống, rất là sâu và trong. Nhưng đã muốn thơ vây chứ.
Đấy, các bác thấy tiếng của nó rất là mượt không? Đối với em rất thích chất âm của những dòng xanh xuôi mạch vàng nha. Xanh xuôi mạch vàng có đánh tiếng rất là mượt mà. Họ đánh được lo Mỹ, lo Âu. Không riêng chỉ là lo Nhật thôi nha. Rồi, giá 8 triệu bác nào nhanh tay thì sáng mai em qua các bác chốt nha. Giá này thì các bác không mua đâu được mà ngon như thế này đâu. Tại vì nhập được hai con này giá rất là tốt.